đầu là hai, mời đoàn ông đồ
anh luôn. Anh từ từ đi, từ xuống. Anh chưa? Maria de
Yeah.
Xin một kính một lễ kính quan thầy, giáo họ lại xin một lễ cầu cho tiền nhân và cầu cho người giúp của giúp công trong và ngoài giáo họ. Giáo họ lại xin hai lễ truy báo hai cụ hậu. Giáo khu vàng xin một lễ cầu cho giáo khu và quý vị ân nhân trong khu. Giáo khu nam xin một lễ cầu cho giáo khu và quý vị ân nhân trong giáo khu.
giáo khu Đông xin một lễ cầu nguyện cho giáo khu và các vị ân nhân trong giáo khu. Hội Nam Nhạc xin một lễ cầu cho trong hội và những người giúp của giúp công. Hội Bắc Nhạc xin một lễ cầu cho trong hội và những người giúp của giúp công. Và trong dịp lễ kính quan thầy hôm nay, có 100 người xin lễ cầu nguyện cho các linh hồn. Và cũng trong dịp lễ mừng kính quan thầy, ông bà trưởng đình dâng cúng thiếp vàng ngài Triều Thiên Đức Mẹ. Ông bà trưởng thủy khu vàng dâng cúng thiếp vàng chén thánh.
Kính thưa cha quản hạt, chánh chữ vương cung, thánh đường đức mẹ vô nhiễm. Trong kính quý cha tố, kính thưa quý cha giáo, cha phó và quý cha. Thưa quý thầy, quý gì, quý ban hành giáo, giáo sứ và các giáo hộ. Thưa quý khách xa gần, cùng toàn thể công đoàn. Thật hạnh phúc can chứa niềm vui cho giáo hộ chúng con. Trong ngày mừng lễ, mẹ Maria hồn sát lên trời bổn mạng của giáo hộ chúng con. Với niềm vui hân hoan này, trong lòng mỗi người chúng con đều rao rực một tâm tình cảm mến và tri ân. Với tâm tình đó, con xin thay lời cho công đoàn giáo hộ Phương Đông có đôi lời cảm ơn. Trước hết, chúng con xin tạ ơn Thiên Chúa Mẹ Maria Quan Thầy đã ban cho giáo hộ chúng con những hồng phúc thật tuyệt vời trong những ngày qua, cách thiên trong ngày hồng phúc hôm nay. Tiếp đó, chúng con xin cảm ơn quý cha cố, cha quản hạt, quý cha phó, quý cha giáo và quý cha chỉ vì tình thương mến đã đến dân thánh lễ một cách trọng thể, chia sẻ lời Chúa một cách sâu sắc cho cộng đoàn giáo họ chúng con trong ngày hôm nay. Chúng con cũng xin chân thành cảm ơn quý các giáo họ, các thiên giáo sứ vương cung đã nhận lời mời của chúng con đến thông công các giờ chầu tham dự cuộc cung nghinh thánh quan thầy cách trọng thể việc dân thánh lễ cách sốt sắng và cầu nguyện cho chúng con trong ngày trọng đại hôm nay. Chúng con cũng xin chân thành cảm ơn quý thầy, quý gì, quý chức ban hành giáo, các giáo họ, quý khách xa gần cùng toàn thể công đoàn đã đến nhật dân thánh lễ công tác với chúng con từ khâu chuẩn bị đến việc tổ chức và đặc biệt trong thánh lễ trọng thể. Chỉ có thể hiểu và sống mầu nhiệm này khi chúng ta
sống bảo nhiệm của đấng cổ sinh của ta con của ngài. Người sống bảo nhiệm chúng tôi từ đại cổ sinh là chúng ta đang cùng với mẹ Maria tiến về cho thầy. Chúng ta dâng lễ này trước nhất để tạ ơn Chúa và tôn vinh quyền năng của Thiên Chúa qua bàn tay của chính mẹ Maria mẹ cả về cho. Việc mẹ Maria Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Kẻ đói nghèo, Chúa ban của đầy dư, người giàu có lại đuổi về tay trắng.
Chúa độ chỉ Israel tôi tớ của người như đã hứa cùng cha ông chúng ta, vì người nhớ lại lòng thương xót dành cho tổ phụ Abraham và cho con cháu đến muôn đời. Bà Maria ở lại với bà Elizabeth độ 3 tháng rồi trở về nhà. Đó là lời Chúa. Kính thưa quý cha, quý tu sĩ nam nữ, quý khách, quý ông bà và anh chị em rất thân mến. Hôm nay chúng ta mừng kính một trong bốn hồng ân trọng đại mà Thiên Chúa đã ban cho Đức Maria, mẹ của chúng ta. Đó là đặc ân hồn xác lên trời. Rất vinh dự cho giáo họ thôn Đông thuộc giáo xứ Vương Cung Thánh Đường Phu Nhai đã được tiền nhân tôn nhận ngày lễ này làm quan thầy của giáo họ, hàng năm tổ chức mừng lễ Đức Mẹ hết sức lòng trọng. Trước thánh lễ, chúng ta đã tham dự cuộc cung linh Đức Mẹ và các thánh với đầy đủ các đoàn hội đẹp đẽ, sốt sắng. Trong niềm vui của ngày đại lễ hôm nay, con xin hợp một ý với các cha trong ban đồng tế. Trước hết cha chánh sứ quản hạt đã mời con giảng lễ hôm nay, con xin cảm ơn. Cha phó sứ, cha phó giám đốc đại chủng viện quê hương, cha cố quê hương giáo xứ Phú Nhai, con xin hợp ý và xin có lời kính chào và chúc mừng cái ban hành giáo quý chức tân cựu, các gia đình trong giáo họ quê hương thôn Đông thân yêu, quý ân thân nhân và quý khách xa gần, một tràng pháo tay thật nồng nhiệt. Kính thưa cộng đoàn, Kinh Thánh đã ca tụng Đức Mẹ: kìa bà nào xuất hiện như rạng đông, kiều diễm như vầng nguyệt, lộng lẫy tựa thái dương, oai hùng như đạo binh, chỉnh tề hàng ngũ. Cho nên đã có bài: kìa bà nào đang tiến lên như rạng đông, kìa bà nào đang tiến lên như rạng đông, đẹp như mặt trăng, rực rỡ như mặt trời, oai hùng như đạo binh xếp hàng vào trận. Bà là ai? Bà là ai? Vâng, đúng là chúng ta thấy kinh thánh ca tụng Đức Mẹ như vậy đó. Đức Mẹ, và trong sách Khải Huyền chúng ta nghe ở bài đọc thứ nhất hôm nay cũng thế, con thấy có một điềm lớn xuất hiện trên trời, một phụ nữ mình khoác mặt trời, chân đặt mặt trăng, đầu đội chiều thiên 12 ngôi sao. Đó, chúng ta nhìn lên cảnh tượng Đức Mẹ lên trời, chúng ta thấy những cái hình tượng đó, ảnh tượng đó, đầu Đức Mẹ đầu đội chiều thiên 12 ngôi sao, chân đặt mặt trăng, mình mặc áo mặt trời. Đó. Vậy thưa anh chị em, mẹ về trời có nghĩa là gì? Mẹ về trời có nghĩa là gì? Thưa, mẹ về trời có nghĩa là mẹ đang sống. Sự sống của mẹ không phải chỉ giới hạn trong cuộc đời, nhưng bao trùm cả lịch sử, lịch sử của cả loài người lẫn lịch sử của mỗi người chúng ta. Vâng, ngay từ thuở đời đời, Thiên Chúa đã muốn cho người mẹ đó luôn ở với chúng ta. Ngay từ những tháng đầu tiên, khi con người vừa có mặt trên trái đất này, mẹ đã có mặt ở đó. Ta sẽ đặt
giữa ngươi và người phụ nữ, giữa dòng dõi ngươi và dòng dõi người nữ một mối thù địch. Người phụ nữ đó sẽ đạp giật đầu mi, và mi sẽ rình cắn vào gót chân của người. Sách Sáng Thế chương 3 câu 15. Rồi khi đến thời đến buổi lúc Thiên Chúa muốn thực hiện lời hứa của người, mẹ Maria đã có mặt ở đó. Bằng lời xin vâng với tất cả tâm tình phó thác, mẹ đã để cho Thiên Chúa hoàn toàn làm chủ cuộc đời của mình, để làm những việc Thiên Chúa muốn làm trong chương trình cứu đối loài người chúng ta. Ngày Chúa Giêsu đấng cứu thế ra đời, khởi đầu công việc cứu thế, mẹ có mặt ở đó để chứng kiến giây phút trọng đại này. Lúc Chúa khởi sự cuộc đời công khai tại tiệc cưới Cana, mẹ Maria có mặt ở đó như một người mẹ luôn lo lắng cho con cái của mình. Lúc Chúa Giêsu rao giảng, mẹ có mặt xa xa, nhưng khi Chúa bị treo trên thánh giá, mẹ đứng thật gần, mẹ đứng sát cạnh Chúa Giêsu như một trợ lực cho người con, để Ngài làm xong những công việc cần phải làm cho mọi sự được hoàn tất. Rồi ngày đầu tiên đánh sâu dấu sự ra đời của giáo hội, mẹ có mặt ở đó với tất cả lòng yêu thương để khích lệ các tông đồ can đảm dấn thân vào cuộc sống mới, cuộc sống làm chứng cho Chúa Giêsu phục sinh. Chưa hết, sau khi Chúa về trời, mẹ cũng tiếp tục có mặt, có mặt như một nhắc nhở để những người con của mẹ nơi trần thế chớ có vì cuộc sống tạm bợ mà quên đi mất trời cao. Mẹ đã hiện ra với nữ tu Catarina Labore tại khu phố Dua ở thủ đô nước Pháp vào năm 1830. Năm 1846, tại La Salette, mẹ hiện ra với hai trẻ bộc đồng Merlin 10 tuổi và Maximin 15 tuổi. Tại Lộ Đức vào năm 1858 với cô bé chăn cừu Bernadetta. Tại Fatima năm 1917 với ba trẻ Jacinta 7 tuổi, Francisco 9 tuổi và Lucia 10 tuổi. Tại Bonin, Bỉ với Albert 11 tuổi, Ferdinand Vessin 15 tuổi, Guibert de Zimbe 9 tuổi và Adrien Dizeme 14 tuổi. Và sau đó tại Bonne cũng ở tại nước Bỉ với Marit 12 tuổi. Tại hang ba suối ở Roma với một người đàn ông và ba em nhỏ, ông này tên là ông Bruno Bonacciola và ba em là Isana 10 tuổi, Carlo 7 tuổi và Joan Fraco 4 tuổi. Cuối cùng, chúng ta cũng không quên Đức Mẹ đã hiện ra nhiều lần tại Thánh Địa La Van vào năm 1798, tức là cách đây 217 năm. Cái địa danh đó nay thuộc xã Hải Phú, huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị, thuộc Tổng Giáo Phận Huế, giáo phận miền Trung của chúng ta. Và ở đó cứ 3 năm mở đại hội tam nhật hành hương Đức Mẹ La Van trong tuần lễ Đức Mẹ hồn xác lên trời. Con dâng lên lạy cho Chúa một lễ hy sinh Ngài ơi, biết lễ vẫn tình yêu con dâng đáp lên vân xưng tình yêu. Tình yêu bao vây của Chúa luôn đủ ấm con bao tháng ngày đầy sự bánh thiết mình. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
thánh hiền tình Ngài ơi. Vâng, lễ thân đời con hôm nay đời mắt hòa tràn lẫn mồ hôi. Ngài ơi, xin Ngài nhân đây, Ngài nhân trôi ơn lễ con giờ. Thank you.
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
thần, có hồn con ra thần, xin Đức Trời người ra đình thần, có bình đẳng con người toàn gia của giáo xứ, có loài người gia của giáo xứ, xin người hưu toàn giáo dân cao thần. Xin mời đoàn ông đồ.